Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 155 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, lãnh đạo địa phương cùng người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện ô tô thuộc phạm vi quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua trạm thu phí. Người đứng đầu các đơn vị cũng được giao vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC. Đặc biệt, công điện của Thủ tướng nêu rõ việc không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay.